Đây là cái mô hình liên quan đến PMO, như mình đã nói là các cái dự án mà nó nếu triển khai cùng với nhau thì nó sẽ tốt hơn, hoặc là có thể phối hợp với nhau tốt hơn, thì chúng ta sẽ có cái mô hình PMO, tức là chúng ta có thể có Inter Enterprise PMO, tức là cái PMO ở mức độ tổ chức, tức là trên cả tổ chức chúng ta sẽ có thể có một cái chương trình để kết hợp các cái dự án trong cả tổ chức với nhau. Rồi trong mỗi một cái đơn vị chúng ta có thể có cái PMO riêng, ví dụ như IT có thể có cái IT PMO riêng là kết hợp các dự án IT với nhau, chúng ta sẽ có IT PMO. Hoặc là đôi khi chúng ta có những cái PMO đơn lẻ, tức là có một cái dự án, một hai cái dự án nhỏ, từng cái phòng ban đơn lẻ họ cũng có thể tổ chức thành program, trong một phòng họ cũng có thể tổ chức thành một cái PMO, một cái program để kết hợp các dự án trong phòng với nhau. Như vậy. Còn cái đấy gọi là individual PMO. Còn chúng ta có department PMO, tức là kết hợp các dự án của các phòng trong một khối với nhau chẳng hạn. Còn trên mức cao hơn là chúng ta có enterprise hay là corporate PMO. Khi mà chúng ta có PMO, tức là có cái phòng về 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 hoặc là cái bộ phận về quản trị chương trình ấy, program management ấy, thì cái phòng hay cái đơn vị, cái bộ phận đấy thì nó có thể ảnh hưởng đến cái việc triển khai dự án. Thì rõ ràng bởi vì nó là cái nơi mà điều phối cái việc triển khai các dự án, thì nó có thể có ba cái mức độ ảnh hưởng, ví dụ như là mức độ directive, controlling và supportive. Cái mức độ cao nhất là directive, tức là nó sẽ trực tiếp quản lý project, giống như là cái phòng quản trị dự án ấy, nó cử các cái quản trị các cái người quản trị dự án xuống để quản lý các cái dự án triển khai. Thì cái phòng PMO đấy, cái phòng quản trị dự án đấy, nó trực tiếp quản trị dự án luôn. Còn cái loại thứ hai nó lại controlling, tức là nó không trực tiếp quản trị dự án, giống như cái mô hình mà balance của chúng ta ấy, thì chúng ta không có một cái phòng quản trị dự án mà chúng ta chỉ định một cái ông ở trong một cái phòng ban chức năng để làm quản trị dự án. Thì lúc ấy khi đấy nếu chúng ta có một cái bộ phận ở cái phòng PMO thì cái phòng đấy nó sẽ không trực tiếp quản trị dự án, mà nhưng mà nó sẽ cung cấp cho chúng ta ấy, nó sẽ cung cấp và nó sẽ kiểm tra xem là cái dự án của chúng ta nó có đáp ứng đúng các cái tuân thủ của doanh nghiệp hay là không, cái dự án này nó có tuân thủ theo đúng các cái quy định của doanh nghiệp hay không. Còn cái loại cuối cùng là loại supportive, tức là họ chỉ cung cấp tài liệu họ khi cần, cái PMO này họ sẽ cung cấp tài liệu khi cần, họ cung cấp đào tạo thiếu đâu thì họ họ sẽ giúp đỡ đấy, kiểu như vậy. Về liên quan quản trị dự án thôi. Các cái giai đoạn của dự án thì chúng ta thấy là lúc trước thì chúng ta nghĩ là giai đoạn của dự án thì nó sẽ là gì, chúng ta định nghĩa cái này có phải giai đoạn dự án không, đây initiating này, planning, executing hay closing, cái này có phải giai đoạn dự án không, bắt đầu này, lên kế hoạch này, thực hiện và kết thúc, có phải là các giai đoạn của dự án không. Vâng. Cái này lại không phải giai đoạn dự án mà giai đoạn dự án thì nó là tùy thuộc vào cái đặc thù của dự án. Ví dụ như là các dự án về xây dựng thì nó sẽ có các giai đoạn như là feasibility, tức là nghiên cứu tính khả thi, rồi lên kế hoạch, rồi thiết kế, rồi xây dựng, rồi cuối cùng là turnover, maintenance hết. Và cái giai đoạn thế, còn đối với software thì nó sẽ có design, code, test, train, implement, những cái này mới gọi là project phase. Thì định nghĩa thế nào là một cái phase, một cái giai đoạn dự án, cái phase nó phải kết thúc và nó phải có bàn giao thì mới gọi là kết thúc, mới gọi là phase. Còn nếu mà không có bàn giao thì không phải là kết thúc nhé. Kết thúc một giai đoạn thế nào gọi là kết thúc giai đoạn, tức là đến cái điểm đó phải có cái gì bàn giao thì mới gọi là kết thúc. Ví dụ như là phần mềm đi, design, hết giai đoạn design thì thế nào gọi là hết giai đoạn design, thì anh phải có cái tài liệu thiết kế chứ, đúng không, để bàn giao. Còn giai đoạn coding, giai đoạn lập trình ấy thì anh kết thúc, anh phải có cái chương trình để chạy, đúng không, anh phải bàn giao để test, thì anh phải có cái gì để bàn giao chứ, không thể nói là xong thì bảo là hết giai đoạn này là xong, thì phải có cái gì bàn giao thì mới gọi là xong, kiểu như vậy. Còn cái này ấy, cái mà này thì lại không phải là giai đoạn dự án, mà cái này nó gọi là các cái project management process group, không có dịch tiếng Việt là gì, gọi là nhóm tiến trình quản trị dự án, tạm dịch là như thế. Thì thực ra là nó đi theo cái mô hình plan do check act, tức là lên kế hoạch này, xong rồi thực hiện này, xong rồi là rút kinh nghiệm điều chỉnh, act là điều chỉnh, sau đấy là lại quay lại cái vòng này. Nhưng mà cái này nó thêm cái plan thì nó chính là cái planning này, plan do check act thì cái chữ P thì chính là cái này, rồi do là executing, và check thì chính là cái monitoring and controlling, check act cũng vậy, check act thì đều là monitoring and controlling, kiểm tra và điều chỉnh và check act mà. Thế còn trong cái quản trị dự án thì nó chỉ thêm hai cái phần gọi là initiating và closing. Nó có cái quá trình mà khởi động, đến quá trình đóng. Đóng đấy không phải là đóng cái phase đấy lại, mà là nó cái này không phải là đóng một cái phase lại, mà có thể là đóng cả dự án. Nó cũng gọi là initiating, planning, executing, closing. Rồi trong cái dự án này thì nó, bởi vì cái triển khai dự án là nó là một cái dạng vòng lặp. Nó lặp đi lặp lại, nó cái việc nó sẽ lặp đi lặp lại, tức là cái bất cứ một, thậm chí một cái task, một cái chức năng nó cũng sẽ có initiating, planning, executing, closing. Giao cho một người một cái task nhỏ thì người ta cũng phải thực hiện plan do check act. Thế là có nghĩa là cái việc này nó không phải là diễn ra cho cả dự án, hay là diễn ra cho một cái giai đoạn, một cái phase của dự án, mà nó có thể diễn ra trên toàn bộ dự án. Từng cái task nhỏ nó cũng có thể thực hiện theo cái này. Đấy thì bao giờ nó cũng sẽ là nó thêm hai cái gọi là input và cái closed. Thì cái lưu ý là chúng ta thấy là cái phần closed phải có deliverable, tức là phải có bàn giao. Tức là khi mà kết thế nào cứ có cái khái niệm là kết thúc thì phải có bàn giao. Ví dụ giao cho nhân viên làm một cái task gì đấy thì kết thúc cũng phải có cái bàn giao liên quan đến cái task đấy, là cái sản phẩm đây. Nhưng còn cái lúc ban đầu là cái yêu cầu chẳng hạn, như vậy. Sau đấy thì nhân viên họ lên kế hoạch hoặc là sếp lên kế hoạch như vậy, xong rồi thực hiện, xong rồi ra soát đánh giá điều chỉnh, và cuối cùng phải có cái bàn giao là closing. Thì cái này nó diễn ra xuyên suốt trong cả một cái dự án, tức là
nó có thể có cái việc mà initiating planning, executing rồi monitoring, controlling, closing thì nó có thể diễn ra hàng trăm hàng nghìn lần ở trong các cái task trong dự án này. Phase nó cũng có initiating rồi planning rồi executing, closing vân vân, rồi cả dự án thì nó cũng có initiating, closing kiểu như vậy. Rồi những cái task nhỏ, những cái activity cũng diễn ra theo như thế này. Thế còn để quản trị dự án thì chúng ta sẽ có 9 cái 10 cái gọi là 10 cái knowledge area.